tục với nội dung phim Thế giới hoàn mỹ. Sau khi lấy được Trần Quốc thần kích, Vũ Vương liền mạnh mẽ xông ra ngoài. Đám người Thạch Hạo đuổi theo phía sau. Vũ Vương nhìn lại mỉa mai, hắn cảm tạ cậu đã được tặng bảo vật. Đây chính là pháp khí thần linh phòng theo côn bằng hoàng chiến kích thời thượng cổ. Thạch Hạo chậm rãi bay lên trên mặt đối mặt rồi đáp trả lại. Vừa nãy cậu còn đang suy nghĩ, lúc Hoàng Thành gặp đại kiếp sớm đã bị các đại sáo cướp bóc một trận. Mà lão già này còn suy khiến đám nội tặc tạo thành hỗn loạn trong Hoàng Thành, rốt cuộc là có ý gì? Thì ra mục đích chính là đang tìm kiếm Trấn Quốc thần kích. Như vậy, xem ra Vũ Vương mưu đồ với thần kích này đã lâu, sớm đã mai phục bên ngoài chờ cậu mở ra bảo khố. Vũ Vương nghe vậy liền khẳng định, coi như cậu thông minh, tam giáo sớm muộn cũng sẽ quay lại. Đến lúc đó, hoàng vị này ngoại trừ hắn hủy đi đại trận hộ thành thả các đệ tử tam giáo còn có ai nữa. Lúc này thập cửu hoàng tử cũng có mặt tại bên ngoài, bộ dạng hắn rất không vui, hiển nhiên là đang có ý đồ đoạt lại hoàng vị Thạch Quốc. Vũ Vương tự khoe khoang, vật này rơi vào tay hắn chính là ý trời đã định. Ngày hôm nay tiễn Thạch Hạo về với đất mẹ chính là thành tựu để hắn đăng cơ. Nói rồi hắn cũng vung thương động thủ, Thạch Hạo nhẹ nhàng đỡ đòn lên tiếng, nếu đã đoán trước được tam giáo sẽ phản công, cũng khó trách hắn dám kiêu căng tới như vậy. Chẳng lẽ hắn cho rằng cậu sợ bọn chúng hay sao? Vũ Vương vẫn cố chấp, vậy thì trước tiên bước qua cửa ải của hắn rồi nói sau. Hắn tiếp tục tung ra công kích thứ hai, Thạch Hạo chỉ giơ tay ngăn cản chứ chưa muốn phản công. Kết quả là bị đẩy lùi vào vách núi, sau đó tiếp tục kích đều. Đem chuyện ngày xưa Vũ Vương bị tổ phụ cùng mình bắn một tiễn máu về đầy trời. Hôm nay hắn cũng không phải đối thủ của cậu, cậu chỉ cần bộc phát một chút thực lực đã đẩy lùi được đòn công kích khiến hắn bị chấn ngược về sau. Vũ Vương không bỏ cuộc, hắn liên tiếp vung thương chém về phía nam chính, vậy nhưng đều bị hóa giải, thậm chí còn bị cậu đá một cước vào mặt làm đầu óc choáng váng, thân thể bay đi, trường kích cũng theo đó mà rời khỏi tay. Cậu nhanh chóng cầm lấy, điều này làm cho Vũ Vương vô cùng kinh ngạc lẫn hoảng hốt. Vậy nhưng bây giờ mọi chuyện đã tiến triển tới mức này rồi, không quay đầu được nữa, cho nên hắn đành phải thi triển ra thủ đoạn của mình. Hắn triệu hồi ra vô số thanh kiếm, tất cả đều hướng về phía Thạch Hậu, định xin cho cậu thành một con nhím. Thạch Hậu khinh thường chỉ là trò vặt mà thôi, cậu triệu hoán ra long hồn đánh tan công kích của Vũ Vương. Trần Quốc thần kích cũng theo đó xiên cho lão một nhát trên người khiến Vũ Vương rơi xuống như diều đứt dây. Trước khi chạm đất, một cánh của không gian đã mở ra đưa hắn rời đi. Thạch Hạo thế vậy cũng nhanh chóng tiến vào cổng không gian trước khi nó biến mất. Cậu phân phó cho đám người ở lại tiêu diệt toàn bộ phản nghịch. Nơi này chính là Vũ Vương phủ, Thạch Hạo một mình một thương chậm rãi xông vào bên trong. Tuy nhiên bên trong phủ lại hoàn toàn vắng tanh. Không có hộ vệ canh chừng, một mình Vũ Vương đang ngồi trị thương. Xung quanh hắn có một luồng khí tức hắc ám đang không ngừng truyền vào thân thể. Cậu tò mò, lão già này rốt cuộc lại đang dùng tà pháp gì? Hắn ra lệnh cho tên đằng sau ngăn cản Thạch Hạo. Tên kia nhanh chóng đứng dậy, Thạch Hạo nhìn thấy người này liền nhận ra. Đây chính là kẻ đã dùng dao móc chí tôn cốt trên người mình. Từ nhỏ cậu đã phải trải qua vô số gian khổ, tất cả đều là nhờ hắn ban tặng. Hắn ta nghe vậy, liền chủ động tiến lên mặt đối mặt rồi mỉa mai. Nghe nói chí tôn cốt của cậu đã khôi phục rồi, thực sự muốn dốc lấy lần nữa rồi từ từ nghiên cứu nó. Thạch Hạo tức giận định tấn công vậy nhưng không làm được. Thì ra là do kết giới dùng sinh mệnh hiến tế ngưng tụ thành, cho nên cậu không thể làm gì được hắn. Cậu thu trường kích, cánh tay bộc phát long khí rồi trực tiếp đánh tan kết giới, bóp cổ tên kia khiến hắn không nói nên lời. Cậu cho hắn biết, nơi này chính là hoàng đồ, cậu có long khí quanh thân, vạn pháp bất xâm. Rất nhanh sau đó, tên kia cũng bị tiễn về với đất mẹ. Điều này làm cho Vũ Vương càng thêm ngạc nhiên, cũng may là quá trình tu luyện đã xong. Hắn bộc phát thực lực đẩy lùi cậu ra bên ngoài rồi cảnh cáo, đây là tổ miếu của vũ tộc, không có cửa cho tiểu tử lỗ mãng. Nói rồi, hắn lấy ra vũ thần pháp chỉ, ngay lập tức, trên bầu trời xuất hiện một tấm pháp chỉ. Chỉ có điều, nó lại không phải là nguyên vẹn mà là chắp vá khắp nơi, cũng mất nhiều bộ phận. Thạch Hạo mỉa mai, lại còn đem tờ giấy rách này ra dọa người, vậy là hết cách rồi hả? Cậu lập tức vung trùng kích phá tan pháp chỉ, dù là vậy thì Vũ Vương vẫn không hoảng sợ. Tưởng gián đoạn hắn thì pháp là có thể thắng hay sao? Lão tiếp tục thì pháp, ngay lập tức bóng hình khổng lồ của Vũ Thần cũng xuất hiện, toàn thân tỏa ra uy nghiêm. Hắn cảm tạ cậu vì đã đánh nát pháp chỉ hiến tế tượng thần. Thạch Hạo nhận ra ý đồ của tên này là mở ra phong ấn pháp khí thần linh. Vậy nhưng kể cả như vậy thì chăm hắn cũng dễ như trở bàn tay. Quả đúng là như vậy, pháp khí thần linh rất mạnh, vậy nhưng đối mặt với Thạch Hạo thì vẫn còn chưa đủ. Cậu lăng không lên cầu, ngừng tụ long khí và trùng kích. Sau đó bổ xuống một kích, khiến thân thể khổng lồ của Vũ Thần tách làm đôi. Không ngờ mọi thứ lại dễ dàng như vậy. Vũ Vương chứng kiến cảnh tượng này liền há mồm kinh ngạc. Không chờ đợi thêm, Thạch Hạo ném ra trùng kích thẳng về phía Vũ Vương. Vũ Vương cố gắng chống đỡ vậy nhưng kết quả vẫn không thể địch lại. Thân thể bị đánh nằm thoi thóp dưới đất. Thoáng chốc sau đó liền về với đất mẹ. Một cường giả liệt trận cảnh cứ như vậy ra đi. Thạch Hạo tuyên bố Thạch Quốc bây giờ sẽ không còn vu tộc nữa. Sau khi trở về, cậu lại bế quan tu luyện.
toàn nghe bảo thuật ngày trước đã học chi là gì trùng lưu lại. Thái cổ thiên cấp thuần huyết thần thông chân chính thì ra là giấu trong bảo khố của Thạch Quốc. Trong thời gian đó, những người còn lại cũng tranh thủ dọn dẹp bảo khố, mang những vật dụng cần thiết quay về. Cho tới một ngày, Tam giáo đột nhiên gửi tới một chiếu thư yêu cầu Thạch Hạo dẫn đầu vạn dân Thạch Quốc quy thuận bọn chúng. Nếu không, tôn giáo của Tam giáo trong hôm nay tất sẽ săn bằng Thạch Quốc. Thạch Hạo tức giận tuyên bố chẳng sợ bố con nhà nào, thích thì nhảo hết qua đây. Cậu lập tức đốt cháy tấm chiếu thư, hành động này làm cho phía Tam giáo tức giận. Tiểu tử này đúng là ngông cuồng, chưa biết sợ là gì. Thạch Hạo vội dùng đống linh thạch vào vật liệu để sửa chữa trận pháp, cũng dùng dao hoàng đạo long khí và nhưng cảm giác chưa đủ. Lão già bên cạnh cho biết hoàng đạo long khí thực ra chính là tâm nguyện của vạn dân. Cậu vừa bước lên ngai vị, một trận đại chiến trước đó đã làm tiêu hao gần hết long khí các đời tiên hoàng lưu lại, mà hoàng đạo long khí bây giờ thuộc về tự thân Thạch Hạo góp nhặt, cực kỳ thừa thớt, vì vậy mới không sửa chữa được pháp trận. Đây là pháp trận hộ quốc, đương nhiên cần người hộ quốc tự mình ngưng tụ vạn dân hướng về. Chỉ là lòng dân bây giờ đang hoang mang, trừ khi tìm được lực lượng khác mạnh hơn hoàng đạo long khí. Thạch Hạo nghe về liền nhớ lại chí tôn cốt nên lập tức sử dụng sức mạnh của nó để phá lại trận pháp. Đúng lúc này, cường giả của Tam giáo cũng xuất thủ, bọn hắn lấy ra một món bảo cụ đánh về trận pháp. Thạch Hạo chật vật chống cự, chỉ có điều uy lực món pháp khí kia quá mạnh, mỗi lần nó giáng xuống đều khiến cho cậu hộc máu mồm. Nhìn dáng vẻ chật vật đó, thập cửu hoàng tử cũng động tâm, chẳng biết là hắn đang suy tính gì nữa. Thạch Hạo cảm thán nếu như mình xuất chiến, pháp trận chắc chắn khó giữ được, bách tính lúc đó sẽ gặp nguy nan. Vậy nhưng nếu không ứng chiến, để mặc cho bọn chúng công kích, thì cuối cùng khó mà chống đỡ lâu dài, để lúc đó vẫn nguy hại tới bách tính. Có thể nói rằng, tình cảnh của nam chính bây giờ chính là tiến thoái lưỡng nan. Đám công thần này nhìn thấy tình thế không ổn nên cũng ra tay trợ giúp, vậy nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là đang kéo dài thêm thời gian mà thôi. Cậu phải nghĩ được cách bắt được kẻ khống chế bảo cụ kia. Đột nhiên thập cửu hoàng tử đi xả hỗ trợ, hắn bây giờ đã thừa nhận cậu là nhân hoàng, đồng thời yêu cầu nơi này cứ để hắn lo. Hắn tự biết bản thân không phải đối thủ của Tam giáo, vậy nhưng dù là vậy thì cũng không thể đứng nhìn. Giải quyết được vấn đề trước mắt, Thạch Hạo liền ra ngoài ứng chiến, trực tiếp lao tới tấn công bảo cụ. Sau khi hứng chịu một đòn công kích mà nói chẳng hề hấn gì, thì ra là có người đang giải trì cho bảo cụ. Rất nhanh sau đó, tôn giả Tam giáo cũng xuất hiện. Đứng ở giữa là tôn giả của Ngưng Kim Môn, nữ tử bên trái là tôn giả Bồ Thiên giáo. Người đàn ông trung niên bên phải là Tần Pháp, tôn giả Bất Lão Sơn. Tôn giả Ngưng Kim Môn lên tiếng. Nếu chịu từ bỏ hoàng vị, nghe theo sự sắp đặt của Tam giáo, bọn hắn còn có thể tha thứ cho tiểu tử một mạng. Thạch Hạo thẳng thắn đáp lời, nếu bây giờ cút đi, cậu cũng có thể tha cho bọn lão một mạng. Lời này làm cho tôn giả Bồ Thiên giáo tức giận. Lão già Ngưng Kim Môn nhanh chóng khuyên ngăn, không cần phí quá nhiều lời, tiểu tử kia chỉ đang muốn chọc giận chúng ta mà thôi. Mục đích chính là để cho bọn hắn ngừng công kích vào pháp trận. Nói rồi, lão ta liền ngưng tụ thực lực chuẩn bị công kích. Không thể chờ được nữa, cậu cũng lao tới, phải tốc chiến tốc thắng, vậy nhưng bị hai tên tôn giả còn lại chặn đường. Nữ tử kia yêu cầu Thạch Hạo giao ra Nguyệt Thiền, lúc đó sẽ cho cậu chết được toàn thây, và đương nhiên cậu sẽ không đồng ý. Rất nhanh, lão già Ngưng Kim Môn cũng ngưng tụ xong lực lượng, đem nó giải trì lên bảo cụ rồi giáng xuống pháp trận một đợt công kích khổng lồ. Nếu thực sự vai chậm, trận pháp rất có thể sẽ bị phá hủy. Thạch Hạo tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra, cậu nhanh chóng lao xuống bên dưới đón đầu công kích. Trước khi biết kết quả thì tập phim đã khép lại, Thạch Hạo sẽ ứng phó như thế nào, mời các bạn đón xem tập tiếp theo nhé. Video này tới đây thôi, xin chào và hẹn gặp lại.